có thể ben được, còn cối ở đây cối nhỏ này không hay được. Trời nó tăng kìa. Xin thân mến chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh YouTube của mình. Hiện tại thì mình đang có mặt tại một cái mỏ đá. Thì hôm nay thì mình sẽ cho các bạn xem một cái video là máy xúc làm việc trong mỏ đá. Đây là một cái mỏ đá cũng rất là to. Xe bắt đầu đang lùi vào trong để có thể là lấy những cái phiến đá mang lên để đổ vào băng tải để nghiền ra những cái viên đá nhỏ để phục vụ trong cái công cuộc là xây dựng các bạn ạ. Xe đã lùi vào tới cái địa điểm cần xúc rồi các bạn này. Đấy, một cái núi quá to các bạn ạ. Thì chiếc Komatsu PC200 kia đang đứng ở phía dưới chân núi để có thể xúc toàn bộ cái đá này lên xe các bạn ạ. Đằng sau là một cái dãy núi hùng vĩ. Làm việc dưới đây nhìn rất là nguy hiểm đúng không ạ? Quá nguy hiểm luôn. Đấy, công việc của bác Tài hôm nay là chính là xúc lên ô tô những cái viên đá này để trung chuyển vào những cái băng tải đang được nghiền đá ở phía trong kia. Những cái khối đá to đã được xả ở dưới. Bây giờ bác lái của chúng ta sẽ xúc toàn bộ cái phần đá này để vận chuyển lên con xe nhỏ nữa. Đây là xúc để trung chuyển trong công trường chứ không có chuyển đi. Ở đây thì chỉ có đôi xe chạy thôi các bạn ạ, chỉ có hai xe chạy để vận chuyển thôi, còn lại là không xúc ra ngoài. Ở phía đằng sau các bạn là có một con PC phiên bản đời cổ cũng đang xúc lên, nhưng mà xúc để chuyển đá mang ra bên ngoài nhà máy để làm các bạn ạ. Đây, cái gầu đá này. Thông thường thì con 200 này chỉ nó chỉ có việc là đứng ở đây để chăm sóc cho hai con trung chuyển trong công trường thôi. Còn con ở bên kia thì mới vận chuyển ra ngoài. Những cái lớp đá được bắt đầu xúc lên rồi. Rất là nhiều. Đây là một cái dãy núi đá rất là cao. Sau khi người ta đã phá xuống rồi thì các bác chỉ có việc xúc thôi. Đấy, có vài hòn đá trên kia nhìn rất là nguy hiểm. Đấy, gầu cào đá chẳng lấy vào mỏ mà. Ôi dồi, nó nặng kìa. Đấy, thấy chưa? Rất là nặng. Đổ lên đây nữa. Xúc để cho lên cái băng tải nó nghiền các bạn ạ. Thì thông thường thì bác chỉ có xúc cái đá nhỏ hoặc là to to hơn một chút xíu thôi. Còn lại là không xúc những hòn quá to. Vì xúc những hòn quá to thì vào băng tải nó sẽ không nghiền được. Vì vậy nên là chỉ có xúc những cái phần nhỏ thôi, lọc ra. Những cái phần to quá thì sẽ để lại. Trong cái kính gọi đen ngòm luôn, đứng bên ngoài không thể thấy được. Đấy, cạnh cục đá ra. Thank you.
sau một hồi xúc thì cái chiếc xe này đã đầy các bạn. Nó sẽ trung chuyển lên phần trên cái phần cái bộ sàn nghiền kia để cho cái bộ phận nghiền nó nghiền ra đá bạn. Cái viên đá thì rất là nặng. Xe trung chuyển trong công trường thì toàn bộ là những cái xe đời cổ thôi. Quá nặng luôn. Làm đá này cũng rất là nguy hiểm đấy các bạn ạ, vì là cái lượng đá trên kia nó lăn xuống, nếu mình không cảnh giác thì nó có thể bắn rơi xuống, vậy nên lúc nào máy cũng phải đậu một cách xa so với cái. Bác ơi đang cào nha, cào những cái phần đá này xuống này. Những cái hòn nhỏ hòn to nó gối lên nhau rất là khó xúc. Đây, hòn này to này. Rất là khó. Những con xe đời cổ được trung chuyển và làm việc trong mỏ đá này. Đấy. Đấy, nó sẽ lùi tới cái vị trí của máy đang đậu ở đây. Rồi ok, tới vị trí cần xúc đây bạn. Thì đi xúc đá như thế này ấy, cần phải là nhiều kinh nghiệm trong cái vấn đề là mình phải để ý để tránh trường hợp là đá nó lăn hoặc là bị ngoại cảnh tác động vào các bạn. Đấy. Đấy, những cái hòn đá to đang được xúc lên thì ở trong này thì đấy, mình có ban đấy mình có nói đấy, cái những cái viên đá này thì anh ấy chỉ xúc những cái hòn nhỏ thôi, những cái hòn to thì được bỏ ra bên ngoài vì là chạm nghiền của mình là chạm nhỏ, không thể dùng những hòn đá to được, chỉ dùng những cái hòn nhỏ nhỏ thôi. Này. Đấy, moi này, thông thường đá các anh ấy toàn phải moi một lỗ và moi một lỗ để cho nó rơi đá xuống thì mình xúc nó dễ dàng hơn. Trong mỏ này thì cự ly vận chuyển nó quá gần nên không thể dùng nhiều xe được, chỉ có dùng một con để một đến hai con trung chuyển thôi. Cái mỏ rất xa kìa, đấy con ở trên kia đang đổ rồi, đang chờ cho hết đá ở trong cái túi nó xay không đổ xuống.
đá nhỏ bắt đầu được đưa lên. Con 200 này xúc những con nho nhỏ này một xíu ở đây rồi. Núi nó quá cao luôn. Sau là có một con đang thi công rồi. Phá xương chưa? Con này mà xúc đất các bạn ạ, chỉ đôi 3 phút là đầy rồi. Nhưng mà do xúc đá thì nó sẽ khó xúc hơn so với là đất, nên là nó không cành mà mình cắm vào mà nó khó. Đấy, to tổ bố luôn này. Cái hòn này thì không xúc lên xe được bởi vì nó quá nặng và to. Hòn này mà xúc lên thì không thể bend được, còn cối ở đây cối nhỏ thì không hay được. Trời, nó lăn kìa. Rồi lên. Lên hay không? Wow. Vứt tạm thời sang một bên để chụp đá sau ạ. Nhẹ nhàng đôi gầu là xong rồi. Gọn nhẹ. Có vẻ xe này đang được ưu tiên hơn nên là xúc đầy hơn một chút so với xe trước. Đó, tiếng còi đã vang lên báo hiệu là một chiếc xe đã được xúc đầy xong xuôi các bạn ạ. Trong thời gian chờ đợi con xe này nó đi được, bác lái của chúng ta sẽ phá những cái tảng đá kia để giúp nó lăn xuống. Đấy, đẩy như thế này để nó không lăn vào cửa máy nha. Đấy, đây là đang đỡ để cho nó không lăn vào máy. Đấy, cái kinh nghiệm làm đá rất là tuyệt vời. Dìu nó xuống này. Wow. Chiếc xe này thì tiếp tục di chuyển để lên cái máng để đổ các bạn. Vậy video của mình hôm nay xin phép kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần tiếp theo.